với gió anh em ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục lên quả siêu phẩm diều chính Mỹ anh em ạ. In chuyển nhiệt hai mặt luôn. Chính Mỹ 2m anh em nhé. Cộng nguyên mình bộ còi D265 chiếc. Đấy. Thì là bộ 6 còi này là mình sẽ lên 7 nha anh em nhé. Và cũng có thể vui vui lên 9 nữa anh em. Đấy. 6 chưa hoàn thiện đây, mức Mason Knot anh em nhé. Còn thứ 5 còn không sơn gì. Mới. Đấy. Mình sẽ lên 7 hoặc 9. Nếu anh em nào không kết luôn thì mình sẽ lên 7 hoặc 9 anh em nhé. In chuyển nhiệt rất chi là đẹp, áo của anh càng này nhé. Đấy, nét nền nền luôn. In hai mặt rất chi là nét. Rồi anh em đợi chút để ống chờ siêu phẩm anh em nhé. Chuẩn bị bay anh em nhé. Không ai thả nên là có hai anh em. Nào căng ra nào. Ôi, hơi cừ anh ạ. Mình nhé, chỉ nhào thả lại anh em nhé. Ôi, hơi cừ. Không vươn được. Lần 2 nhé. Ôi. Đang về gió anh em ạ. Trời nhuốn cờ nhau ạ. Không có bắt được gió. Tha ra Diện ơi. Tha ra. Ui. Đấy đang tha dậy anh em ạ. Do có vấn đề về hơi ấy nặng đầu tí anh em ạ. Rồi để que dài quá nó mới cắt hơi phẳng này nhỉ. À hơi cong. Úi, níp níp này nhỉ. Quăng kìa.